sở hữu nhiều yếu tố để trở thành một chàng kép chính trên sân khấu. Tài tử Nguyễn Minh Nhật gây ấn tượng với giọng ca trầm ấm và ngoại hình sáng sân khấu. Nhận được nhiều lời khen và sự góp ý của ban giám khảo, tài tử Minh Nhật ngày càng trau chuốt giọng hát và hoàn thiện cách ca diễn. Sự tiến bộ qua mỗi vòng thi chứng tỏ những cố gắng không ngừng của nam tài tử trên con đường chinh phục đam mê qua chương trình Tài tử Miệt Vườn năm nay. Với Nhật á, thì em có một cái giọng trầm, mặt điển trai, có một cái sáng ở sân khấu ha. Nếu mà make up vô chút xíu nữa là phải nói là không thua gì anh Kim Tử Long đâu. Khi mà Nhật ca lên á, thì cái khẩu hình của Nhật á, nó chắc có lẽ là rút kinh nghiệm lần trước. Vì vậy cho nên lần này Nhật ca tròn vành, rõ chữ hơn. Và cái âm khi mà bung ra khỏi cái cửa miệng á, nó rất là mạnh mà nó rất là chắc. Vì vậy cho nên là khi bắt với lại Miro á, người nghe cảm giác như là anh này anh ca mạnh và anh ca lực khỏe. Em cái gì chị cũng thích hết. Tôi hát hào ba, anh Long nói nhưng mà đẹp từng chữ. Cách ca lần này nhờ giúp góp ý của ban giám khảo đợt rồi, em đã ca có nghiên cứu, có trầm có bổng, nghe nó sướng tai gì đâu đó. Mà làm sao tôi dần được trước tấm chân tình cao cả của tiểu thơ đã dành tặng cho kẻ đã xa cơ, đã trái thân lưu lạc giữa phong trần trong đời giá giá bạc đen, dinh nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn có tiểu thơ là một khách tri âm, cứ giữ với tâm chân tình xóa dịu niềm đắng cay.